Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tô màu bức tranh cái ca này. Cái ca này để màu hồng và trong màu nước vàng thì mình sẽ dùng bộ sắp màu 18 màu tô nhé. Các bạn cùng theo dõi mình nhé. Mình sẽ dùng màu hồng này tô. Sau đó mình sẽ dùng vàng này tô cái nước ở bên trong. Thank you.
Vậy là mình đã tô xong chiếc ly màu hồng. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và theo dõi mình để xem thêm nhiều video hay nữa nhé. Để cùng tôi một lần.